Hey, chào tất cả các bạn. Hôm nay mình chia sẻ mình sửa một cái đèn các bạn. Thì cái đèn này á nó sử dụng là cái sạc trực tiếp vô nè. Thì ở đây nó sẽ thông qua cái nó cái mạch trong đây và để nó tăng đỡ trăng lên. Khi nó dặn các bạn dặn lên, ví dụ như bạn muốn nó sáng mức cao á, thì dặn lên đây, nó có nguồn phụ chiết áp nè các bạn. Nhưng mà hiện tại bây giờ mình bật lên nó không cháy nè. Đây, mình dặn lên nè. Thì nó không có cháy nữa. Nên bây giờ mình tiến hành mình sẽ gỡ ra, mình kiểm tra coi nó hư cái gì để mình sửa nó nghe các bạn. Thì các bạn cùng mình xem nha. Đây sao các bạn, khi mình gỡ ra đây á thì mình phát hiện cái đèn này nó sử dụng là dần cái ắc quy nha. Thì ắc quy nó để nè, các bạn để đây dòng điện là 4V 1.6 Ah nha. Thì cái loại ắc quy này á thì nó đa phần rất là dễ hư, nên bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ độ lại, sẽ độ lại pin lại nha. Mình độ pin là pin 18650 nè. Thì độ pin này các bạn, thì mình sẽ lấy những xe pin từ pin laptop nè, hay là pin sạc dự phòng á, thì các bạn lấy một cái xe nào đó rồi bạn sạc lại, rồi bạn coi xem lại nếu mà nó còn sống á thì các bạn sẽ gắn vô đây. Thì nhưng mà hôm nay mình sẽ tận dụng cái đèn này luôn, thì mình sẽ làm một sạc dự phòng của máy luôn, tại trong máy nó rất là lớn nè các bạn thấy cái hộp này nè, mình có thể để được khoảng 2-4 viên pin đó. Thì mình sẽ để trong đây. Rồi mình sẽ chế một cái giắc sạc vô nha. Thì cái giắc sạc này á thì mình cũng lấy từ cục sạc dự phòng thôi, mình tận dụng những cái đồ cũ mà những cái đồ dây chai thôi để mình chế mình xài, chứ mình không còn phải mua. Thì trong cái mạch, trong cái sạc dự phòng mình nó sẽ có cái mạch gì nè các bạn. Thì cái mạch này á nó sẽ có một chức năng là sạc lại pin nè, sạc pin nè, chức năng này năng là sạc pin lại nè, chức năng này là sạc ngược ra nè. Thì nó ra dòng điện khoảng 5V nha, để mình sạc cái sạc dự phòng, sạc điện thoại hay là sạc những gì đó nó cần nguồn điện 5V, nên mình sẽ tận dụng, mình tận dụng để mình làm ha. Đây mình sẽ lấy ra nè, thì mình sẽ tận dụng cái mặt này để mình chế nó. Đầu tiên thì mình sẽ đo thử cái dòng điện của pin nó còn hay không nha. Thì các bạn mình bạn sử dụng đồng hồ nha các bạn. Thì ở đây mình sử dụng đồng hồ cơ nè, các bạn dặn về cái mức dòng điện nó khoảng 10V nha. Đây 10V nè, mình sẽ tiến hành mình đo thử nha, tiến hành mình sẽ đo. Đây các bạn thấy là cái đồng hồ mình nó không lên nha các bạn. Đây mình đo không lên nè, và mình đo thử một cục pin ở ngoài của mình nha, pin ngoài nè, pin này pin 18650 laptop nè. Các bạn thấy cái dòng điện nó lên là khoảng 4V nè. Đây các bạn là bóng bún bon nè. Thì mình sẽ nghĩ là cái con này sẽ hư nha các bạn, và mình sẽ cố gắng điện sạc thử luôn, nhưng mà nó vẫn không lên. Nên bây giờ mình sẽ tận dụng và mình sẽ đổ pin lại luôn. Giờ mình sẽ bắt đầu mình làm nha các bạn.
Đây xong nè các bạn, thì mình đã dán bốn cái sợi pin vô luôn nè. Lúc hồi nãy á mình định bắt là hai cell thôi, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ chế thêm một sạc dự phòng ở đây, nên mình sẽ tận dụng những cái sợi pin này nhiều hơn chút xíu nha. Thì ở đây mình, các bạn thấy mình sử dụng là 4 cell nè, thì mỗi một cell này nó tương đương là khoảng 2.500 nha, thì 2.500 mAh nha, thì 4 cell này nó tương đương là khoảng cỡ 10.000 nha, thì tầm khoảng 10.000. Nếu mà nó tăng từ 3.7 mà lên là khoảng 5V thì nó còn khoảng cỡ 7.000 nha, khoảng 7.000. Thì ngay đây mình tận dụng luôn, mình tận dụng cái nguồn điện từ đây là mình sẽ sạc luôn nè các bạn. Mình gỡ ngay chỗ cái giắc này, thì ngay đây nó sẽ có một cái giắc nha, một cái giắc này á, thì nó là để sạc điện 220 nè, 220 nè, mình sạc vô cái cấp luôn cái mạch này, và để mình sạc những cái cục pin này, sạc cái cục pin ắc quy này nè. Thì nhưng mà cái mạch này á thì thường các bạn sẽ sạc pin mà 18650 này á thì nó sẽ không tốt nha, rất là dễ bị nóng pin mà mau chai pin lắm, nên mình bỏ, mình không xài cái đó nữa, mà mình chuyển sang là mình sử dụng cái mạch sạc dự phòng đây, thì nó sẽ có kim thêm là vừa sạc pin cho cái pin 18650 và vừa là mình sẽ câu ra để mình sạc dự phòng phòng ngừa trong thời gian cúp điện nha. Thì trong những lúc này cái dưới tỉnh mình dưới quê thôi thì nó cúp điện rất là nhiều, nên mình tận dụng mình làm 4 sạc pin trong đây, thì mình có thể sạc được một cái điện thoại, hai cái điện thoại các bạn. Nếu điện thoại iPhone bạn có thể sạc được hai cái á. Nếu mà điện thoại thường mà khoảng giá 5-6 ngàn thì mình sạc được khoảng một cái hay một cái máy nha các bạn. Thì mình sẽ tận dụng đây, thì mình sẽ đấu chung ở đây, rồi mình sẽ dán keo luôn nha các bạn. Đây là mình dán keo dính luôn rồi nè, và thấy cứng ngắc luôn ha. Thì ở đây các bạn mình dặn lên nè, đó sẽ rất là sáng luôn á các bạn, thấy bị rất là sáng nè, đó thì nó sáng nè, thì nó phải lưu lại được nha. Đây nó có đầu chỉnh nè các bạn, thì cúp điện rồi các bạn lấy này ra các bạn xài rất là ngon quá, sáng rất là sáng luôn các bạn. Các bạn thấy cái độ sáng nó sáng rất là sáng luôn á. Mình không nghĩ là chế cái pin 18650 vô nó lại sáng như vậy á. Thì tận dụng vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ lắp lại, mình test nha các bạn. Bây giờ mình sẽ test cái độ sạc pin nha các bạn, thì nó sẽ sạc pin vô luôn ha. Ở đây mình sẽ găm, đây mình có chế ra dắt sau lưng nè các bạn găm vô đây. Đây đó các bạn. Đó. Thì chế độ đang sạc pin nè các bạn thấy nó chớp nha. Đó, chế độ đang sạc pin nè. Đây bây giờ mình sẽ tận dụng là mình sạc được cái điện thoại nha. Mạng găm vô đây. Đây các bạn thấy trường hợp mình báo là sạc pin nha, đây các bạn nè, chế độ như đang sạc pin nè, các bạn thấy nó có dấu thân ở trên nè, đó các bạn rút ra mình nhắn lại nè, đó như vậy sẽ rất là tiện lợi nha các bạn. Mình chỉ cần là một cái chế thêm một cái mạch sạc dự phòng ở đây, thì vừa sạc pin mà vừa cho đây mà vừa đổ cái pin 18650 đây luôn, thì pin này sẽ rất là bền nha các bạn xài mà có thể là 2-3 năm nó chưa hư nữa. Nếu mà có hư pin á thì các bạn cứ gỡ ra mà các bạn thay pin mới thôi. Thì ở nhà các bạn nào có cái đèn giống như vậy, hay là loại đèn này các bạn, loại đèn này nè, các bạn cũng chế được đó nha. Đây mình cũng đang chế một cái đèn để dành xài nè, đây cũng một cái nè, thì loại đèn này mình cũng đang chế được nha. Thì có thì các bạn chế, bạn tận dụng rồi bạn xài, bạn đừng bỏ uổng. Ở lúc mình ra mua một cái đèn này á thì giá cũng 100-200 ngàn, nhưng mà mình tận dụng lại thì nó tốn không có bao nhiêu tiền hết á các bạn. Thì từ những cái đồ lặt vặt ở nhà hiện có thôi là mình đã làm được một cái đèn mà xài rất là bền luôn các bạn. Cái đèn này nếu các bạn sử dụng mà 4 sợi pin nè, các bạn để dành chỉ như đốt đèn hay không á, các bạn đốt một đêm vẫn chưa hết điện các bạn. Thì video mình chia sẻ đây kết thúc nha các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mình xin chào và hẹn gặp lại.